Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì hôm nay em có về một số mẫu Seiko này, Citizen và Orient. Mới có lướt qua sử dụng có, nhưng mà đặc trưng thì nó sẽ có một cái mức giá cũng rất là phải chăng. Và hơn nữa thì ở trên thị trường những cái mẫu như thế này thì bây giờ nó cũng không còn mấy xuất hiện nữa rồi. Độ hiếm cũng khá là cao đấy nhé. Trước đầu tiên muốn giới thiệu đến cho các bác một chiếc mà thực sự với các bác là cực kỳ ngon trong tầm giá loanh quanh 10 triệu. Con này thì hàng qua sử dụng thôi, nhưng mà độ mới đang còn khá lớn. Thì với mà hơn 10 triệu, cụ thể là 10 triệu 800 ngàn thì chúng ta đang được sở hữu một chiếc Seiko Propec Apinit SPP 121. Đây có thể nói là đứa con của huyền thoại SRB 017. Đứa con đấy. Với ngoại hình thì giống đến 80-90%. Tại sao lại nói là nếu mà loanh quanh tầm trên 10 đồng thì đây là một con đồng hồ mà cực kỳ ngon. Thì các bác có thể nhìn thấy ngoại hình. Con này đeo đi làm được, đi chơi được, phượt được, thoải mái nhé, tắm giặt thoải mái. Con này chống nước lên đến 23, tương đương với 200m, thoải mái luôn các bác. Thế nên bác nào mà đeo một con đồng hồ thì chắc chắn đeo con này là ổn nhất. Dùng có thể nói là dùng không có cái gì để mà chê cả, không có ngán bất cứ một cái bộ trang phục hay là một cái hoàn cảnh, môi trường nào cả. Thế nên là 10 triệu 800 ngàn các bác cân nhắc nhé, con này là cực kỳ ngon. Con trai của SRB 017, con này thì giống ngoại hình đến 80-90%. Con này dây gốc của nó là dây da. Đây, dây da của nó. Đang còn rất là đẹp. Nói chung là cái dây này thì các bác dùng được khoảng độ 5, 5 rưỡi nữa thoải mái nhé. Đang còn đẹp lắm. Đây các bác này. Đấy. Còn anh khách thì anh đã lên cho nó một bộ dây Seiko. Đấy. Vừa với cái lắc của con SPP 121 này. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải nói đến đó là cái dây này thì nó hơi ít mắt một tí. Nó chỉ đủ cho cổ tay khoảng độ loanh quanh tầm 16 năm thôi. Nếu các bác cần thì em có thể xem hỏi thêm là bác chủ bác còn mắt thừa không. Nhưng mà cơ bản thì con này nó đủ cho cổ tay khoảng tầm 16 năm, 16-17. Còn cổ tay của em là 15.7cm các bác nhé. Đeo đẹp luôn, không có gì để mà bàn cả. Thiết kế của SRB 017 thì nó đã quá nổi tiếng rồi. Và sau này thì những cái dòng Seiko Apinit đời sau thì nó đã sử dụng lại cái thiết kế đấy. Mà thực sự với các bác là Seiko Apinit đó là bộ sưu tập mà có thể nói là một trong những bộ sưu tập thành công nhất của nhà Seiko tính đến thời điểm hiện tại. Quá ngon, trong cái tầm giá này thì không có gì để mà phàn nàn. Con này nếu mà new thì nó rơi vào tầm khoảng 15 năm, 16 năm. Nhưng mà hiện tại thì SPP 121 thì nó cũng đang khá là khan hàng. Độ mới thì đang còn khá cao các bác nhé. Sức răm thì không tránh khỏi rồi. Đấy, nhưng mà nó cũng chỉ là những cái sức răm lông mèo thôi. Về cơ bản thì ngoại hình nó còn khá là đẹp. Mà giá chỉ có 10 triệu 800 ngàn, các bác được sử dụng 2 giây. Đấy, trang bị kính sapphire nguyên khối này. Kính lấp ở góc 3 giờ giúp tăng kích thước ô lịch ngày này. Kích thước size con này là rơi vào tầm khoảng gần 40mm, dày 12 và lắc tu lắc rơi vào tầm khoảng 46 cong và ôm tay. Cho nên là đeo con này nó rất là dễ và đẹp. Anh em chỉ cần có cổ tay khoảng loanh quanh 16 như em thôi là đeo đã đẹp như thế này rồi. Màu sắc đẹp ấn tượng nhỉ. Thiết kế thì quá là khỏe khoắn, nam tính. Con này thì quá chuẩn rồi. Con này nếu mà anh em có cổ tay khoảng tầm 17 thì hình như là đeo vẫn vừa, hơi chật một tí. Còn tầm 16-7, 16-8 các bác nhé. 17 thì đeo hơi kích tay một tí. Để em xin thêm coi là bác chủ còn mắt thừa hay không. Còn nếu mà anh em có cổ tay khoảng loanh quanh 16cm thì đeo con này ổn luôn, không cần phải xin mắt nữa. Thiết kế đẹp này, khỏe khoắn, nam tính có, như là phối với đồ sơ mi văn phòng thì cực kỳ ngon luôn. Chống nước thì 23, tương đương với 200m, đi mưa rửa tay thoải mái, đi bơi thoải mái, không có gì mà lo cả. Núm con này là núm cổ chai tăng khả năng chống nước này. Dạ quang bọn này thì quá là kinh khủng luôn các bác. Dạ quang con này là dạ quang Lumibrite độc quyền ở nhà Seiko. Trong cái tầm giá mà loanh quanh 10-20 đồng thì khẳng định với các bác đây là một trong những con đồng hồ có dạ quang ngon nhất trong tầm giá trên thế giới. Sáng như đèn pha ô tô luôn các bạn. Sáng trưng. Đó. Mà số này thì nó sẽ là màu xanh lá, nhưng mà nó sẽ đậm hơn con SRB 017. Cọc kim vẫn vậy. Một cái thiết kế cọc kim phải nói là cực kỳ đẹp, ấn tượng. Và nó sẽ có màu vàng chanh nổi trên cái nền màu xanh lục rất đẹp ở đây. Ở đây thì góc 4 giờ thì chúng ta có thêm một cái la bàn nhỏ ở phía bên trong. Một chút thay đổi nhỏ của Apinit so với SRB 017 đó chính là nó sẽ được thiết kế theo kiểu dạng lộ đáy. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái đáy nó sẽ được thiết kế lộ ra một tí. Đấy, ở những con SRB 017 thì nó sẽ sử dụng kính đáy kín, còn con này sẽ là đáy kính. Con này vẫn trang bị là máy chống tư này, vành tóc chống tư, chữ cót 70 giờ. Nói chung là quá ngon cho tầm giá rồi. Chống nước 23 này,
Đó, serial number 050676. Đây. Rất ngon các bác nhá. Và giao lưu với các bác là 10 triệu 800 ngàn. Rồi, ở đây thì em có một chiếc gọi là quá ngon, rất rất ngon trong tầm giá ở đây, đó chính là chiếc Psycho Preset SARD011 chạy bộ máy 6R24, con máy cao cấp nhất của dòng máy 6R với hai tính năng retrogate ngược dòng. Đấy, con này nếu mà cách đây khoảng độ tầm đôi năm thì bọn em bán lướt nó dao động tầm khoảng 24-25 triệu. Đấy, còn hiện tại chúng ta có một chiếc qua sử dụng với mức giá chỉ có là 15 triệu 500 ngàn. Rẻ các bác nha. Con này thì dây zin của nó đã hỏng rồi và anh Thách thay cho nó một bộ dây da rất đẹp, dây da cá sấu rất đẹp ở đây các bác nhé. Dây da cá sấu rất đẹp luôn, màu nâu canh gián. Và giá có 15 triệu 500 rẻ nha. Thật sự các bác 15 triệu 500 ngàn ra ngoài hãng mua được một con máy 4R35 tầm thấp. Còn đây là một con 6R24 tầm cao, mặt của nó là mặt sơn mài các bác nhé. Giá con này niêm yết đưa về thị trường Việt Nam thì giá không thể dưới được 35 40 triệu, khẳng định với các bác nhé. Một con mặt men trắng về thị trường Việt Nam giá nó đã dao động tầm 36 37 triệu theo đường chính ngạch rồi. Còn con này thì mặt sơn mài giá của nó khẳng định với các bác phải trên 40 triệu. Nhưng mà con này thì không có phân phối tại đại lý Seiko chính hãng ở Việt Nam các bác nhé, bởi vì dòng này nó hơi đắt. Còn hôm nay nếu các bác muốn một cái mức giá tiền vừa phải, đây các bác này, SARD011 mặt sơn mài 6R24. Máy 6R24 quá ngon luôn. Mà giá có 15 triệu 500 ngàn. Thật sự là rẻ nhỉ. Chưa bao giờ nó lại rẻ đến như vậy. Kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa này, mặt số sơn mài màu đen piano cực đẹp. Đấy, cọc kim các bác cũng để ý này, cái phần viền vàng này. Nó là vàng thật đấy các bác nhá, bụi vàng luôn. Nó là kỹ nghệ Maquille. Maquille đó là cái kiểu kỹ nghệ rắc bột vàng, tức là họ sẽ phủ vàng lên trên một bộ kim hay là phần viền này sẽ được phủ cái lớp Urushi, lớp sơn mài làm chất cái dính đấy, xong họ đánh bóng lại bộ kim. Và tất nhiên là vàng thật các bác nhé, rất đẹp luôn đó. Con này thì dễ đeo, con này size 40 dễ đeo này, 40 này, giày 12.7, lắc tu lắc của nó là 48, tầm 48. Con này anh em chỉ cần có cổ tay khoảng độ tầm 15.5 hoặc là 15.7 như em đổ lên là đã thể chơi được và chơi rất đẹp rồi. Đây, cổ tay em 15.7 này. Con này thì nó mang hơi hướng cổ điển classic cao, cho nên là nếu bác nào là một kiểu dân văn phòng cơ bản thì đeo con này nó cực kỳ đẹp luôn, không có gì để mà chê cả. Rồi, mặt Urushi thì quá ngon trong tầm giá rồi. 15 triệu rưỡi mà sở hữu một con máy 6R24 mà lại còn mặt sơn mài Urushi, cọc kim được bọc vàng nữa thì không có cái gì để mà chê cả. Cọc la mã, kim lá liễu, đậm chất cổ điển, lịch thứ ngày và kim báo chữ cốt đầy đủ. Con này thì chạy caliber 6R24 các bác chú ý nhé. Đây là con máy ngon nhất của dòng máy 6R. 6R thì nó có nhiều lắm, 15, 35 này, 27, 21, 20 vân vân. Nhưng mà 24 vẫn là con máy cao cấp nhất nhé. Đấy. Con này thì chống nước của nó là 13 này, thân thép không rỉ này. Con này số serial number là 660065 nhé các bác nhé. Máy thì chúng ta sẽ có một con máy automatic này. Chống từ này. Vành tóc con này được làm bằng spon 510 từ Cuban Vinican để chống từ nha các bác nhé. Made in Japan. Đấy. Hàng qua sử dụng nhưng mà hình thức đang còn rất đẹp. Và giá thì cực kỳ thơm, 15 triệu 500 ngàn. Mua ngay các bác nhé. Con này giá chưa bao giờ nó lại rẻ đến như vậy. Mặt sơn mài thì không cần phải bàn nữa rồi. Rồi, hôm nay thì em có về một con Citizen cũng mặt sơn mài phủ bạc. Nhưng mà con này thì nó sẽ chất chơi hơn một tí. Con này cũng cực kỳ hiếm đấy các bác ạ. Con này độ hiếm thì khỏi bàn. Mà đẹp. Các bác sẽ chưa bao giờ thấy một cái màu xanh lá nó đẹp như thế này ở trong tầm giá loanh quanh 20-30 triệu lộn về đâu. Đảm bảo với các bác là trong tầm giá đấy thì đây là một trong những con có mặt xanh lá đẹp nhất. Đây các bác nhìn thấy cái màu xanh của nó này. Đấy, ở ngoài nó cũng xanh như thế này đấy các bác nhá. Xanh cực đẹp luôn. Thậm chí những con đồng hồ tiền trăm tiền tỷ chưa chắc là đã có cái mặt màu xanh lá đẹp như con này. Và để có cái màu xanh lá đẹp như thế này thì nó sẽ sử dụng kỹ nghệ mặt sơn mài trên lá bạc. Rất đẹp luôn. Con này lướt 99%, độ mới siêu cao và giao lưu với các bác con này là 18 triệu.
Giá rất tốt nha, ngày xưa em bán một con cũng Line New giá 22 triệu 500. Còn con này chỉ có 18 triệu thôi, tức là rẻ hơn được 4 triệu rưỡi so với ngày xưa rồi. Còn con này niêm yết thì không hề rẻ đâu các bác. Còn về mặt số các bác nhìn này, mặt xanh lá này. Đã chưa? Đấy, các bác nào mà đeo đồng hồ xanh lá mà trong cái tầm giá khoảng 3 40 triệu lộn về xem có đẹp bằng con này không nhá. Khẳng định với các bác là mặt xanh lá này cực đẹp luôn. Ngoài nó lên màu nhá, nắng vào nó lên màu xanh lét kiểu xanh ngọc, cực đẹp luôn. Đây các bác nhìn không? Trong video như thế nào ngoài nó như vậy các bác nhé. Khẳng định với các bác ngoài nó còn đẹp hơn ở trong video cơ. Khẳng định các bác là màu ngoài nó xanh lá nó còn đẹp hơn rất nhiều. Cầm con này thì không không tốn một đồng tiền các bác nào. Hoàn toàn là xứng đáng với số tiền mình bỏ ra. 18 triệu các bác nhé. Mặt con này là mặt sơn mài và nó sử dụng lá bạc để tạo ra những cái kiểu mảng xước sần sùi ở trên cái mặt số. Đây cũng chính là một trong những cái ưu điểm khiến chiếc đồng hồ chúng ta trở nên đẹp và ấn tượng hơn rất nhiều như vậy. Ở dây thì nó sử dụng một bộ dây da bò màu nâu nhẹ như thế này. Độ mới đang còn rất cao các bác nhé. Đây các bác, gần như là chưa đeo luôn. Không có gì để mà phàn nàn. Khóa thì chúng ta sẽ có một chiếc khóa bướm. Một chiếc khóa bướm của Citizen. Đây, khóa bướm. Có vài cái phẩy he lông mèo thôi chứ còn về cơ bản thì con này đẹp. Đẹp, lung linh, mới 99%. Thân vỏ thì đây các bác nhìn nha. Mạ dày cộp, gần như đẹp, không có một vết mũi đốt nào. Nhưng mà với hàng lướt 99% thì về mà có phát hiện ra một hai vết mũi đốt hay là vết xước thì các bác thông cảm nhé. Chứ làm sao mà nó hoàn hảo được, đến hàng mới đang còn vài cái vết vẩy đó là chuyện bình thường cơ mà. Rồi, kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa, độ mới độ trong của kính rất cao các bác nhìn. Đẹp kinh khủng khiếp. Con này thì nó sẽ dành cho những anh em cổ tay nhỏ vừa. Còn độ loanh quanh là size của nó là 38. Dày 12 nhưng mà kính con này là kính cuvette cho nên phần viền của nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 11 thôi. Đấy 11 thôi. Còn lắc tu lắc con này nó rơi vào tầm khoảng 46, 463. Con này siêu dễ đeo rồi. Anh em cổ tay loanh quanh khoảng như em này, 15.7 này, đeo đẹp luôn. Con này nói thật với các bác là trông như đồng hồ tiền tỷ nhỉ. Đẹp thật sự. Đấy thân vỏ mà làm bằng vàng nguyên khối nữa thì con này cứ phải 4 50. Đây các bác, mạ thôi nhá, chứ không phải là vàng thật đâu. Nó chỉ là mạ vàng hồng đấy, nhưng mà nhìn nó như là vàng nguyên khối vậy, dày. Lớp mạ dày cộp. Mà số này là mặt sơn mài các bác chú ý nhá, mặt sơn mài thì cái tuổi thọ nó rất lớn và cái màu sắc của nó đem lại thì phải nói là cực kỳ đẹp, không có gì để mà phàn nàn. Mà hơn nữa thì đây là một chiếc mặt sơn mài màu xanh lá. Mở ngoài nó đậm nó đẹp lắm. Thật sự các bác là như vậy. À, rất nhiều bác bảo là đeo máy giữ lấy mà đeo thì em có một con như thế này em đang đeo nhá. Mà phải nói đây là một trong những con yêu thích nhất của em. Bởi nói thật sự các bác là dưới 20 triệu khẳng định với các bác không có con nào đẹp như con này cả. Khẳng định với các bác luôn. Có thể các bác ngắm sang Seiko thì có cái con SRX055 đấy, con mà tiểu Grand Seiko đấy, mặt của nó cũng dạng Snowflake phủ bạc đấy. Nhưng mà màu con đấy làm sao mà ăn lại được con này, khẳng định với các bác. Máy con này cũng ngon hơn con đấy, máy con này là 9011 là 28.800 tần số động cơ. Máy con kia là 6R15 thì 21.600. Đấy. Còn tất nhiên là mỗi một cái chiếc đồng hồ thì nó sẽ có một tập khách hàng và một fan, lượng fan riêng. Nhưng mà nói thật với các bác là trong cái tầm giá dưới 20 triệu thì con này đúng thật sự với các bác là nghệ thuật chứ không phải là đồng hồ nữa. Rồi con này đang còn rất là mới nhá các bác. Made in Japan, máy 9011 này, serial number này, kính sapphire. Chống nước 13 tương đương 100 m và phủ Duratech. Các bác chú ý là thân vỏ con này được phủ Duratech một cái lớp bảo vệ rất đẹp này. Đấy, và máy con này là caliber 9011 24 chân kính 28.800 tần số động. Design máy của dòng series 9 thì nó cũng rất là đẹp. Cái này là cái mồi tay của em thôi các bác nhé. Nói chung là em cũng hạn chế lau bởi vì lau nhiều quá thì nó sẽ có những cái xước răm. Cho nên là thôi để các bác về tự lau, xước các bác chịu. Cọc kim thì đẹp, con này nói thật với các bác là nó ăn ăn ở cái mặt này. Còn cọc kim thì trông như Grand Seiko vậy, chả có gì để mà bàn cả. Mặt con này đẹp lắm các bác. Con này tiền của nó thì nó tập trung ở mặt hết. Mạ con này cũng khen với các bác là mạ con này rất ok luôn. Mạ con này dày cộp như vàng nguyên khối vậy. Rồi, ở đây thì em có về thêm một chiếc Orange Star, con này thì đảm bảo với các bác là Việt Nam này, không quá 5 con. Con này là một trong những con đầu tiên về thị trường Việt Nam, RK gạch AV 0B09N.
Con này giá niêm yết của nó là 105.000 yên. Còn đấy nhân trai với tiền Việt nó rơi vào tầm khoảng 17 18 triệu gì đấy. Còn nếu mà full thuế phí công lãi vận chuyển về thị trường Việt Nam thì con này niêm yết ở thị trường Việt Nam là 28 triệu 29 triệu. Đấy, nhưng mà con này thì khẳng định với các bác hãng, ngoài hãng thì bây giờ cũng không còn đâu. Con này ngoài hãng là 29 triệu thì phải. Rồi, hôm nay là giao lưu với các bác là 18 triệu 800 ngàn. Con này là bản giới hạn 1.000 1.000 chiếc. Và con của em là con thứ 624 trên 1.000. 624 trên 1.000 đây các bác nhé. Đấy, bản limited 1.000 chiếc. 624 trên 1.000. Con này các bác cầm ở ngoài màu đẹp kinh khủng. Màu con này là màu xám, nhưng mà nó không kiểu là xám đậm, xám lông chuột đâu, mà nó kiểu là sáng, xám sáng ấy. Cho nên là trông cái màu của nó rất là đẹp. Và nó ở trên đấy thì nó sử dụng hai gam màu, đó là màu xanh đen, xanh đen và màu xám, xám sáng. Nói chung là cái độ tương phản nó rất tốt đúng không? Đúng là bản limited thì bao giờ cái màu sắc, cái design của nó trông cũng đẹp hơn rất là nhiều so với bản thường. Và con này new 100% full box là 18 triệu 800 ngàn. Các bác chú ý là con này có 2 dây nhé. Đây, con này của em thì nó sẽ có 2 dây. 2 dây. Con này thì nó sẽ đi theo một bộ dây da nữa. Đây các bác nhé, một bộ dây da cá sấu. Bộ này mà ra ngoài hãng thì cứ phải là tầm khoảng 3 4 triệu. Bác nào mà mua dây lẻ thì bán dây lẻ nhé. Đây. Nó có một bộ dây da màu xám sáng nữa, cũng rất là hợp với cái thiết kế con đồng hồ da cá sấu đấy. Cũng được, không quá mềm nhưng mà nói chung là cũng được. Đấy, con này thì nó sẽ có 2 dây, bản giới hạn 1.000. Đây, thêm một cái dây nữa đây. Đi ra cá sấu. 18 triệu 800 ngàn các bác nhá. Thiết kế bọn này thì quá đẹp rồi. Nó bị đứt hàng đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 1 năm nay. Các bác nhớ ngày xưa thì cách đây khoảng tầm 1 năm, 1 năm rưỡi thì cái bọn này về rất là nhiều đúng không? Đấy, thì bây giờ cái bọn bản thường của nó cũng rơi vào tầm khoảng 14 15 triệu rồi. Nó là bản thường. Còn con này là bản limited mà lại còn 2 dây nữa, giá 18 triệu 800 nó rất là hợp lý rồi. Đảm bảo với các bác là thiết kế của nó thì không có gì để mà chê cả. Con này giá niêm yết ở hãng thì các bác có thể search, thì giá con này ở hãng thì nó rơi vào tầm khoảng 29 triệu. Sorry các bác. Kích thước size con này là 41 thì phải. 40.941 nhá. Dày 12.9, tuy nhiên kính con này nó sẽ hơi cuvette, phần viền nó sẽ mỏng hơn một tí, khoảng tầm 12 hơn. Còn lắc to lắc nó rơi vào tầm khoảng 48, gần 48. Con này dễ đeo, size 41 nhưng mà dễ đeo. Cổ tay em 15.7 đeo đẹp luôn này. Màu của nó ấn tượng nhỉ, màu xám sáng với màu xanh đen nó nổi với nhau thật sự. Đeo lên tay nó sang cả tay. Con này một trong những mẫu rất là đẹp của nhà Oren đấy các bác nhé. Đấy, cổ tay 18 19 đeo được hết. Nói chung con này cực kỳ đẹp và dễ đeo. Đấy, kính sapphire có nguyên khối, có phủ chống lóa này. Con này sử dụng cọc vạch đan sen với cọc La Mã, bộ kim lớn, cọc cũng lớn. Thiết kế độ hoàn thiện của con này không thua kém gì một chiếc 6R15 của Seiko cả, thậm chí còn nhỉnh hơn. Đảm bảo với các bác là như vậy. Con này cũng chữ cost 50 giờ như bọn 6R15 của Seiko. Đấy, cọc kim thì các bác sẽ để ý là bộ kim cũng như là phần cọc góc 6 và 12 giờ nó sẽ được mạ PVD màu rose gold. Đó là phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có thêm được cái thiết kế kiểu như vậy để đặc trưng cho chiếc đồng hồ. Còn cái màu sắc con này thì phải nói rất là đẹp. Ở Việt Nam mình thì cực kỳ hiếm, con này về Việt Nam mình chắc là được vài con thôi. Và con này là con 0624 trên 1.000 các bác chú ý nhé, 624 trên 1.000 đấy. Limited Edition, con này chống nước 13 này, Made in Japan này, Epson, kính sapphire. Máy automatic đầy đủ, có tay dừng kim dây, độ xoay số loanh quanh 15-25 giây một ngày, nhưng mà thường là sẽ thấp hơn. Còn đẹp thì thật sự đẹp nhỉ, 18 triệu 800 ngàn. Con này bản nội địa luôn đấy các bạn. Rồi, ở đây thì em có thêm một con SRX 047 mặt màu xanh lá đậm nữa. Con này cũng rất là đẹp. Con này các bác phải cầm ở ngoài thì mới nhìn thấy được cái màu rõ của nó cơ. Ở trên video thì thường nó sẽ hơi bị màu xanh, kiểu dạng xanh nó pha lam một tí, nhưng mà ở ngoài nó kiểu là xanh lá đậm cơ. Nó đẹp lắm. Đấy, con này là SRX 047, dây da. Con này thì dáng nó quá đẹp rồi, càng vát cạnh đánh gãy này, trông nam tính, bezel đánh bóng này, size 40mm, núm đính đá rất đẹp, chạy caliber 6R15, đáy hở.
bản Made in Japan vành tóc chống tơ. Đấy, con này giao lưu với bác là 11 triệu 500 ngàn. Con này thì cũng khá là hiếm thời điểm hiện tại rồi. Đấy các bác nhá. Máy thì 6 đời 15 nó rất là bền lành, gần như là nó cũng chả có gì để hư hỏng cả. Còn về thiết kế con này thì các bác có thể thấy đây là một chiếc văn phòng dáng nó khỏe khoắn, với bộ cọc kim được thiết kế vót nhọn này, size 40 thì rất là dễ đeo thôi. Đây, cổ tay em 15.7 đeo đẹp luôn. Dây da cá sấu rất là mềm. Đấy, dáng thì trông rất là khỏe khoắn. Kính sapphire có phủ chống lóa, option thì nhiều. Đấy. Dây da cá sấu này. Khóa thì khóa bướm, đây các bác có thể nhìn thấy, khóa bướm này. Có chút xước răng. Nói chung là về cơ bản nó này mới khoảng 98-99%, đang là rất mới. Đấy, đúng đính đá này. Mọi thứ đều rất rất ok, không có gì để mà lăn tăn cả. Mặt số thì nó sẽ được mặt số theo kiểu dạng vân tích với những đường kẻ dọc từ trên xuống dưới, nó giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta trở nên đặc biệt hơn, tránh đi cái sự nhàm chán của một chiếc mặt trơn. Mặt số thì có phủ chống lóa cho nên mặt số kính cũng khá là trong. Đấy, thiết kế đẹp. Con này ở ngoài các bác cầm thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy. 11 triệu 500 các bác nhé, giá nó cũng rất là hợp lý thôi. Rồi, đó là những con về trong đợt này của em. Orange có, Citizen có, Psycho có. Và đặc biệt là cái giá nó cũng rất là hợp lý. Nếu các bác ưng ý mẫu nào thì liên hệ ngay cho em mình nhé. Mọi thông tin em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả của video. Tất nhiên là đối với những sản phẩm giá trị cao như thế này mà các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Còn mức giá thì thật sự các bác là chưa bao giờ rẻ đến như vậy. SARD 011 mà giá có 15 triệu 500 ngàn, rẻ thật.